Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin buộc dây giật cửa kinh hoàng màn ra mắt xe VinFast tại Đức. Hôm nay chủ nhật ngày 26 tháng 6 năm 2022, công ty VinFast đã có màn ra mắt xe ngay tại khu bãi đỗ xe của chợ Đồng Xuân ở Berlin, nơi rất đông người Việt có các cửa hàng và họ cũng thường đến đây mua bán vào những dịp cuối tuần. Và đặc biệt, màn ra mắt chiếc xe VinFast VF8 này của công ty VinFast đã làm cho những người tới đây dự kinh hoàng khi họ tận mắt chứng kiến kỹ thuật thời kỳ chống đồng Đông Sơn đã được áp dụng vào chiếc xe điện VinFast 8. Đó là cảnh nhân viên của hãng này đã phải khoan một lỗ vào dưới chắn bùn của lốp phía trước, buộc một sợi dây thừng xuyên qua chắn bùn để giật thật mạnh thì mới mở được chiếc cửa giới thiệu xe ô tô cho người xem. Và vụ việc diễn ra ngay trên sân khấu trước sự chứng kiến của báo chí mạng cộng đồng ở đây cũng như một số tờ báo của nước Đức đến đưa tin. Và mặc dù nhân viên ở đây của công ty VinFast đã tìm mọi cách thuyết phục về chiếc ô tô mô hình này và yêu cầu mọi người phải đứng cách xa chiếc xe mẫu lên tới 1,5 mét, nhưng cũng có vài người hiếu kỳ vẫn tìm cách chui vào để ngồi thử bên trong chiếc xe này. Và họ càng ngạc nhiên hơn khi bên trong không hề có đèn, điện cũng như các thiết bị điện tử hoạt động, mà chỉ có một chiếc đèn màu nhỏ được gắn ở giấy gầm. Và nó thực sự là một cái vỏ xe được đem sang Đức quảng cáo. Và ngay cả chiếc vỏ này cũng được sử dụng vật liệu rất rẻ tiền, những miếng vải bọc nhựa lồi lõm. Và quả thực qua hình thức này thì những người hiểu biết về kỹ thuật đánh giá việc ra mắt xe VinFast tại Đức quá vội vàng khi bên trong không hề có gì, cũng có thể giải thích lý do vì sao gần đây công ty VinFast đã gặp phải khó khăn rất lớn khi hàng loạt các tổng giám đốc điều hành của công ty VinFast ra đi, đuổi tiếp 4 giám đốc điều hành VinFast nguy cơ sắp phá sản. Phía sau lưng tôi đây chính là hãng BMW, một hãng tên tuổi của nước Đức, và một trong 4 giám đốc điều hành vừa bị sa thải khỏi công ty VinFast là một người đã từng quản trị công ty BMW này. 4 giám đốc điều hành quan trọng của VinFast vừa đồng loạt rời bỏ công ty này chỉ sau có vài tháng đến đây nhận và làm việc. Đây là một chỉ số cho thấy công ty VinFast đang gặp những trắc trở rất lớn, bởi vì cả 4 giám đốc điều hành này họ đều quản lý những lĩnh vực xương sống và quan trọng nhất của ngành sản xuất ô tô của công ty VinFast, đó là tài chính, phát triển sản phẩm với vai trò của công nghệ và phân phối sản phẩm trên toàn cầu. Những người vừa ra đi này đều là các chuyên gia hàng đầu về ngành ô tô trên thế giới, mà mức lương được trả cho họ dự kiến không ít hơn 20.000 đô la mỗi tháng. Và trước đó, ông Michael Roscher, người Đức, vốn là chỉ làm tổng giám đốc toàn cầu của tập đoàn VinFast này, được có 5 tháng rồi cũng lặng lẽ cuốn gói ra đi. Và phải chăng phía sau đó, những chuyên gia này đã nhìn ra một công ty của Việt Nam không hề có tên tuổi về thương hiệu sản xuất ô tô từ trước đến nay của một nhà nước cộng sản, nên họ đã lặng lẽ rời đi và không hề tiết lộ những chi tiết thông tin cụ thể vì sao họ lại thất vọng với tập đoàn VinFast đến như thế. Có hai giả thiết đặt ra, đó là chi phí rất lớn để nuôi bộ máy nhân sự hàng đầu này. Nó đã ngốn một lượng tiền khổng lồ của công ty VinFast vốn đang đối diện với mức lỗ hơn 1 tỷ đô la trong thời gian có vài năm sản xuất xe. Mà nguyên nhân thứ hai, theo một số luồng dư luận khác cho rằng các tổng giám đốc và giám đốc điều hành này của VinFast đã nhận ra một công ty dường như chỉ nặng về quảng bá lòng yêu nước của người dân Việt Nam, được ông Tổng Bí Thư và Thủ tướng Việt Nam khi đó nhiệt tình cổ vũ. Và phải chăng đây là một công ty dựng ra chỉ để tuyên truyền và làm chính trị chứ không phải để sản xuất xe hơi, nên họ đã dứt áo ra đi chỉ sau có vài tháng làm việc. Và mời các bạn xem bản tin về phóng sự cho vụ việc nghiêm trọng này khi 4 giám đốc điều hành quan trọng hàng đầu của công ty VinFast cùng một lúc rời bỏ ra đi. VinFast cho nghỉ 4 giám đốc điều hành cấp cao lúc hãng đang chuẩn bị mở rộng. 4 giám đốc điều hành cấp cao vừa nghỉ việc tại hãng xe hơi chạy điện VinFast của Việt Nam vào lúc hãng này đang chuẩn bị ra mắt mẫu xe nước ngoài đầu tiên và triển khai mạng lưới phòng trưng bày tại Mỹ và châu Âu, hãng cho biết. Một loạt sự ra đi này diễn ra khi VinFast chuẩn bị bắt đầu xây dựng nhà máy trị giá tới 4 tỷ đô la ở bang North Carolina, mở các phòng trưng bày đầu tiên ở bang California và tiến tới chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, cũng như tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ Mỹ. Những nhân vật ra đi là Emmanuel Brett,
Phó Tổng Giám đốc Điều hành, chuyên trách kinh doanh toàn cầu. Phăng, Phó Giám đốc Điều hành về phát triển sản phẩm. Hồ Bê, Phó Giám đốc Điều hành về phát triển công nghệ xe. Và Bruno, Giám đốc Tài chính hãng VinFast cho biết thêm. Phát ngôn nhân của VinFast, công ty con của tập đoàn Vingroup cho hay hãng đã chấm dứt hợp đồng lao động với 4 nhân sự này và họ chấp thuận. Theo đó, 2 người trong số này không được nêu tên đã từ chức vì lý do cá nhân. Tất cả đều đồng ý chấm dứt hợp đồng theo các điều khoản pháp lý, hãng xe cho biết trong một thông cáo gửi cho hãng thông tấn Reuters. Và điều chỉnh nhân sự là tập quán kinh doanh phổ biến trên toàn thế giới, VinFast cũng không ngoại lệ. Brett, từng là quan chức điều hành của hãng BMW, đã gia nhập VinFast vào tháng 1 tại Hà Nội và được giao nhiệm vụ triển khai mạng lưới kinh doanh ở nước ngoài theo kế hoạch của công ty. Ông là một trong những quan chức đại diện cho VinFast tại triển lãm ô tô tại New York vào hồi tháng 4, khi hãng giới thiệu các mẫu xe ô tô điện như VinFast 8, VinFast 9. Còn Oirat gia nhập VinFast vào tháng 1 sau khi đã làm việc cho hãng Tata Technology, đã được giao nhiệm vụ phát triển tất cả các sản phẩm xe điện của VinFast. Hồng Bê từng làm việc tại Samsung Electron, Faraday Future và Fisker, đã gia nhập VinFast vào hồi tháng 7 năm ngoái. Hãng thông tấn Reuters cũng không thể liên lạc được với ai trong số này để tìm hiểu quan điểm của họ. Bản ghi nhớ từ văn phòng của Tổng Giám đốc Điều hành VinFast Lê Thị Thu Thủy mà hãng thông tấn Reuters đọc được cho biết hãng cho nghỉ việc cả 4 nhân sự vì một loạt nguyên nhân về hiệu quả công việc của họ. Một phát ngôn nhân của hãng nói rằng bản ghi nhớ đó chưa được duyệt đàng hoàng và đã bị rút lại. Huy Chiêu, một kỹ sư của hãng GM, người đã gia nhập VinFast vào hồi tháng 11 năm ngoái, đã được cất nhắc để lãnh đạo có nỗ lực phát triển xe điện của hãng sau thời gian ông lãnh đạo dự án VinFast 8. Theo một bản ghi nhớ khác mà viện Reuters đọc được, bản ghi nhớ này cũng cho biết công ty có các kỹ sư trưởng để thực hiện hai mẫu VinFast 5 và VinFast 6 đã được lên kế hoạch cho tương lai nhưng chưa được làm nguyên mẫu trên thực tế. Bên cạnh đó, sau khi VinFast tuyên bố ngừng sản xuất xe động cơ đốt trong để chuyển sang sản xuất xe điện, thì nó đã gây sốc cho người dùng vì người dân Việt Nam đã trót tin vào lòng yêu nước và thương hiệu Việt Nam. Họ đã dành dụng số tiền hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng ra để mua những chiếc xe xăng công nghệ lỗi thời này của VinFast. Và giờ đây, nhiều thông tin cho rằng họ đã bị đem con bỏ chợ khi tiếp tục phải sử dụng những chiếc xe cổ lỗ và không thể nâng cấp. Bên cạnh đó, dòng xe điện của VinFast sản xuất ra cũng tệ không kém. Dư luận mạng xã hội đã lan tràn hình ảnh của những chiếc xe điện VinFast E34 mà khổ chủ của nó sau khi mua đã phải thay nhau đẩy vì chết máy đột ngột dọc đường. Mặc dù họ đã dán lá cờ đỏ sao vàng rất to lên nóc xe, nhưng điều đó cũng không giúp cứu vãn được tình thế dở khóc dở cười của chiếc xe điện VinFast này. Bên cạnh đó, ông đại sứ Việt Nam tại Đức dường như đã đánh hơi thấy có mùi rất bất thường nên cũng không thèm đến, chỉ cho cán bộ cấp thấp tới gặp xã giao. Đây có thể là quyết định rất sáng suốt của vị chính trị gia cấp thứ trưởng này của Việt Nam. Và đếm ra thì có khoảng 150 người đã tới xem hãng VinFast ra mắt xe VF8 trong chợ Đồng Xuân ở Berlin. Hỏi những người này mới biết trong đó không ít là những người Việt Nam đang xin tị nạn tại Đức. Họ thường xuyên đi tàu điện, tranh thủ vào đây mua thực phẩm về ăn cuối tuần, tưởng trò vui gì có thưởng thì tạt vào xem, chứ giấy tờ cư trú còn không có thì lấy đâu bằng lái xe mà sắm xe điện VinFast. Thực ra thì đây cũng là một sự liều lĩnh của VinFast và ông Phạm Nhật Vượng, vì sau khi tuyên bố đóng cửa dây chuyền sản xuất xe xăng với tổng số tiền lỗ lên đến hơn 1 tỷ đô la chỉ trong vòng có 2 năm sản xuất dòng xe này, thì họ lại lao vào xe điện mà chưa huy động được vốn quốc tế, đặc biệt là trên thị trường IPO tại Mỹ đã bị thất bại vào năm 2022. Thì việc VinFast chỉ đem những chiếc vỏ xe như vậy đi quảng cáo ở Đức là điều có thể hiểu được. Tới gần cuối buổi thì có khoảng 4 người Việt Nam đã đứng lên bục và tuyên bố rằng họ tự hào Việt Nam nên đã đăng ký mua xe VinFast với giá chào bán trên 40.000 euro một chiếc. Tôi đặt một chiếc xe VinFast ủng hộ. Mỗi người đã đặt cọc 150 euro, tức là tương đương khoảng gần 4 triệu đồng Việt Nam, để hy vọng vào cuối năm 2022 sẽ nhận được chiếc xe VinFast chạy điện ở Đức.
Tuy nhiên, theo lời người trong ban tổ chức chia sẻ thì nếu ai đổi ý thì có thể nhận lại được luôn số tiền cọc 150 euro này. Ra về, mọi người đã bàn tán xôn xao về màn biểu diễn ngay trên sân khấu, kỹ thuật buộc dây giật cửa của công ty VinFast. Nó quả là một công nghệ chưa từng thấy của các nhà sản xuất xe hơi trên thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin buộc dây giật cửa, kinh hoàng màng ra mắt xe điện VinFast tại Đức. Quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.